Các anh chị cùng nhấn play lại để chúng ta quay lại cái màn hình desktop nào. Được rồi, alo, mọi người có nhận được tín hiệu không? Mọi người có nhận được tín hiệu không? Rồi vậy tôi sẽ bắt đầu luôn nhé. Những gì mà chúng ta vẽ là hồi nãy thì chúng ta cần chọn A và xóa đi. Để dễ dàng hơn thì có thể chúng ta sẽ xóa đi luôn cái mô hình quản lý đăng ký học phần này và chúng ta sẽ tạo lại cái mới. Add một new module. File new project. Cái này đặt tên là quản lý đăng ký học phần, không còn demo nữa. Chúng ta sẽ chọn mô hình UK. À, ok. Sẽ có quản lý đăng ký mô hình là quản lý đăng ký học phần, có thể chỉnh lại nè tên quản lý đăng ký học phần. Trong UK model thì chúng ta xóa hết những cái hướng dẫn gì đó đi và chúng ta bắt đầu vẽ. Thì bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ có người dùng, actor người dùng, chúng ta vẽ actor người dùng. Sau khi vẽ xong actor người dùng thì chúng ta sẽ vẽ đến actor sinh viên và actor giáo viên. Actor sinh viên và actor giáo viên nó sẽ kế thừa từ actor người dùng, nếu chúng ta dùng sẽ dùng mũi tên kế thừa từ sinh viên và người dùng và giáo viên từ người vào người dùng. Tín hiệu mọi người có theo kịp không? Mọi người có theo kịp tín hiệu cùng với cái lời nói không? Sau đó thì chúng ta sẽ vẽ UK là đăng nhập. Chúng ta vẽ UK đăng xuất.
ở UK, cập nhật thông tin tài khoản. Thì rõ ràng là cả giáo viên và sinh viên đều có thể thực hiện những chức năng này, nên chúng ta sẽ vẽ mối quan hệ use từ người dùng cho các UK này. Thế chúng ta nối người dùng vào cập nhật thông tin tài khoản, nối người dùng vào đăng nhập và nối người dùng vào đăng xuất. Thì khi đó cả sinh viên và giáo viên do kế thừa từ người dùng nên có thể đều có thể sử dụng được cái UK này. Tiếp tục thì ta thấy giáo viên sẽ có UK là sẽ có một cái chức năng là xem danh sách sinh viên. Và giáo viên sẽ sử dụng UK này. Bên cạnh đó thì giáo viên còn có UK là thêm đồ án, cập nhật đồ án và tìm kiếm đồ án, thêm đồ án, cập nhật đồ án và tìm kiếm đồ án. Giáo viên sẽ sử dụng được UK thêm đồ án, sử dụng được UK cập nhật đồ án, cũng như sử dụng được UK tìm kiếm đồ án, nên chúng ta sẽ vẽ mũi tên, tức là vẽ mũi tên relational relationship. Các anh chị sẽ kéo mũi tên relationship với mối quan hệ là use từ giáo viên, tức là actor giáo viên, vào các UK xem danh sách sinh viên, thêm đồ án, cập nhật đồ án và tìm kiếm đồ án. Bên cạnh đó thì khi cập nhật đồ án đôi khi sẽ tìm kiếm đồ án, do đó chúng ta sẽ có một mối quan hệ là extend từ tìm kiếm vào cập nhật. Chúng sẽ nối mũi tên từ tìm kiếm đồ án và cập nhật đồ án. Rồi, đó là xong phần giáo viên. Phần của sinh viên sẽ có cái UK là đăng ký môn học. Chúng ta sẽ vẽ UK đăng ký môn học. Bên cạnh đó sẽ có UK là đăng ký nhóm và cập nhật thông tin nhóm. Như vậy sinh viên sẽ có mô hình relationship với đăng ký môn học, đăng ký nhóm và cập nhật thông tin nhóm. Như này chúng ta có vẽ thì nó sẽ có một UK có ý nghĩa trong hệ thống là submit thông tin nhóm, thì chúng ta có thể viết lại tiếng Việt là gửi thông tin nhóm lên hệ thống chẳng hạn. Và về UK đăng ký môn học, nó sẽ có mối quan hệ include
Ở UK gửi thông tin nhóm lên hệ thống. Vậy là cái phát thảo mô hình UK mà chúng ta vẽ lên bảng hồi nãy thì chúng ta đã hiện thực hóa bằng cái công cụ Enterprise Architecture. Thì không biết các anh chị có câu hỏi gì xung quanh cái vấn đề sơ đồ UK này nữa hay không? Ở đây thì chúng ta chỉ học cái cách mà sử dụng cái công cụ này để vẽ mô hình UK. Còn về cái ý nghĩa và cách phân tích từ cái yêu cầu ra mô hình UK, tức là làm sao mà chúng ta có được cái mô hình UK như hồi nãy vẽ trên bảng á, thì đến tiết lý thuyết thì cô Thư sẽ hướng dẫn cho các anh chị sau, hay là các anh chị đã đọc trước trong cái phần chương 4 xét nghiệm yêu cầu, thì hôm đó cô Thư hướng dẫn thì các anh chị có thể đặt những câu hỏi để có thể làm được bài tập. À, tôi xin lỗi, tôi vẽ nhầm một tí. Bởi vì tôi tưởng cái chỗ đó là đăng ký môn học. Tôi vẽ nhầm một tí, chúng ta sẽ xóa đi cái mối quan hệ đó. Đúng ra sẽ là đăng ký nhóm và gửi thông tin nhóm lên hệ thống. Thì tức là đăng ký nhóm nó sẽ include đến gửi thông tin nhóm lên hệ thống. Lúc này tôi vẽ ở trên, tôi là vẽ nhầm, xin lỗi các anh chị. Bây giờ tôi sẽ nhắc lại một lần nữa là cái sơ đồ UK này làm cái gì. Thì đầu tiên chúng ta có một cái yêu cầu về ứng dụng, ví dụ như ứng dụng quản lý đăng ký học phần, thì trước tiên chúng ta sẽ có yêu cầu của khách hàng, yêu cầu đặt tả cái ứng dụng đó sẽ làm những chức năng gì. Thì để cái hiện thực hóa từ cái lời văn thành một cái mô hình đó, thì người ta sẽ sử dụng mô hình UK. Mục tiêu là để liệt kê danh sách các chức năng và mối quan hệ giữa người dùng trong hệ thống và cái chức năng đó. Ở đây các anh chị thấy được là trong hệ thống nó sẽ có ba người dùng, sẽ có hai người dùng chính là sinh viên và giáo viên, và người dùng tổng quát lên của hai người dùng này thì có mang tên là người dùng. Chúng ta sẽ gọi những cái người dùng này, những cái hình người này là những actor, tức là những tác nhân ở trong hệ thống và tương tác với hệ thống. Thì như vậy chúng ta có hai tác nhân chính là sinh viên và giáo viên. Bên cạnh đó là chúng ta sẽ có những UK. Mỗi UK là tượng trưng cho một chức năng có ý nghĩa trong hệ thống. Các anh chị thấy ở đây là chức năng có ý nghĩa, tức là nó bao gồm một chuỗi các hành động liên tiếp mà mang lại kết quả nhìn thấy được cho người dùng. Ví dụ như là chúng ta thấy là cái chức năng đăng nhập. Thì khi đăng nhập thì chúng ta sẽ nhập username, password, nhấn OK, hệ thống xử lý gì đó, và sẽ đăng nhập vào cho người dùng. Thì đó gọi là một use case. Còn nếu có những cái chức năng ví dụ như nhấn nút OK thôi thì chúng ta sẽ không gọi nó một use case, bởi vì nó ít cái ý nghĩa đối với người dùng.
Chúng ta có câu hỏi gì nữa không? À, ở trong môn này thì cô Thư khuyến khích các anh chị sử dụng công cụ này, tức là công cụ EA. Ngoài công cụ này thì còn có những công cụ khác để vẽ mô hình UK, ví dụ như là IBM Rational Rose. Đây là một công cụ rất mạnh của IBM. Hay là chúng ta hãy sử dụng một công cụ mở nguồn mở là StarUML. Sở dĩ cô Hương muốn các anh chị sử dụng công cụ AI này bởi vì nó có tất cả những cái phần mà liên quan đến việc mô hình hóa một cái hệ thống thông tin. Ví dụ như chúng ta có thể vẽ được Story UK, vẽ được Activity Diagram, vẽ được mô hình ER, vẽ được Class Diagram, vân vân. Tuy nhiên nếu các anh chị sử dụng muốn biết thêm về các công cụ khác thì tôi nghĩ IBM Rational Role là một lựa chọn rất là tối ưu. À, thông thường ngoài các mũi tên kế thừa include UK Actor với hay là mũi tên và hay là cái ký hiệu UK á thì sẽ không còn những cái ký hiệu nào khác Hương dùng nữa. Đa phần thì chúng ta sẽ sử dụng các ký hiệu này thôi. Đối với những ký hiệu như là Beckett hay Barry thì chủ yếu là để bao cái ứng dụng của chúng ta lại. Ví dụ như một ứng dụng có quá nhiều cái chức năng thì nếu mà chúng ta vẽ ở trên cùng một cái màn hình thì nó sẽ rất là rối. Thì để làm chuyện đó, để làm gì? Để cho cái màn hình chúng ta đỡ rối á thì người ta sử dụng lên những cái backlit. Thì khi sử dụng nó nhận backlit thì double click vào thì nó sẽ ra một cái màn hình khác. Tuy nhiên cái màn hình khác này nó cũng sẽ
Tuy nhiên những cái gì chúng ta thể hiện ở trong màn hình khác này nó cũng sẽ liên đới đối với cái màn hình chính của chúng ta. Tức là một mắt kịch là một nhóm các tơ và các chức năng, hay nói khác là một cái phần nhỏ, một cái mô hình con của mô hình lớn của chúng ta. Không biết các anh chị có câu hỏi gì xung quanh cái sơ đồ UK nữa hay không? Các anh chị nào vẽ gặp vấn đề gì hay không? Vâng, nếu mà không có câu hỏi gì nữa thì chúng ta có thể ngừng cái bài giảng hôm nay tại đây. Còn về việc phân tích từ yêu cầu sang mô hình UK như thế nào thì hôm sau tí lý thuyết thì các anh chị sẽ được hướng dẫn. Xin cảm ơn các anh chị. Có câu hỏi gì thì các anh chị cứ submit lên cho tôi nhé. Tôi sẽ thường xuyên kiểm tra và trả lời câu hỏi cho các anh chị.